Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh Tina Vlog, lại là em đây. Hôm nay mời cả nhà vào bếp làm món gỏi bò rau mầm chung với em nha. Cái này là thịt bò em đã trụng giấm đường chín rồi đó cả nhà. Bây giờ vớt ra rễ ráo rồi em bỏ vô cái đĩa nha. Mình nêm thêm mè, nêm thêm củ hành nè, nêm thêm ớt cho nó thơm thơm mà nhìn nó hấp dẫn hen. Này là chén nước trộn gỏi nè, em làm xong rồi nè. Cả nhà làm bỏ củ hành tím vô cho nó ngon nha. Mình làm bằng trái tắc với hạnh á cho nó thơm, em hay làm em thấy vậy đó. Rồi bây giờ chín rồi nè cả nhà, một đĩa gỏi bò nè, nhìn ngon không cả nhà? Một đĩa gỏi bò nè chín sẵn rồi nè, một hộp gỏi ủ ủ vậy luôn á. Gồm có cà rốt nè, cải tím, rồi rau mầm, củ cải đỏ, củ cải trắng, rồi đậu phộng. Chén cái bên là chén nước chấm, còn chén có cái muỗng này là chén nước trộn nha cả nhà. Em làm nhiều ớt chứ không có cay, ớt này là ớt ngọt á, ớt trái cây ăn nó ngon lắm, nó giòn giòn ăn ngon lắm. Một hộp gỏi ủ ủ gì mà có 200 cành nè. Cái này là cái đơn của cái bạn khách quen đặt á. Giống như bạn thích hương vị nhà làm thì thích thì đặt em làm thôi. Cả nhà mua thì liên hệ Zalo em nha. Cảm ơn cả nhà.